Câu ca có vẻ một anh nhở, chắc là không có đủ đồ câu ca đúng không? Không, nhưng mà con ca nó xuất hiện muộn đấy, nó câu mình không sớm thật. Không, lúc đầu nó giã một ca thôi, mãi sau với con ca tiếp theo. Vâng, như vậy là IA Baby, bên mình là AC và cho son. Bách được cầm chủ lực đây rồi. Vâng, đội bạn chém tuyển hơn nhưng cung đuối hơn. Tịnh Văn là người cầm IA và Babylon dành cho thu xuất. Và chúng ta đang theo dõi trận đấu bản lề trong trận đấu thứ tư, đang trong con đường đi bật bật về tổng C. Tạm thời chúng ta đang bị dẫn trước tỷ số là 2-1 về C. Bãi quả là 6 cây dành cho Hoàng Mai Nghi. Bãi quả 6 cây, một cánh rừng già ngay chính mặt và một cái thế nhà, hai nhà là gần nhau, việc thủ nhà cho nhau là tương đối dễ. Cái thế quân mà cho son cùng cánh IA thủ phù, vâng, ra chém thủ phù giữ chém kết hợp cùng với những con cung RAC, đấy là một chiến thuật tôi nghĩ là ok ở thời điểm này. Đội bạn thì cũng vậy thôi, khả năng đội bạn sẽ cố gắng ôm bom nhà AC của mình. Tếu trò son có voi, tại sao không phải là hai? Vâng, như vậy là ba. Vâng, tôi vừa hỏi tại sao không phải là hai thì vâng trả lời luôn là ba. Tươi gỗ đầu cũng là ok, chúng ta sẽ có chiếc bé đầu là cũng là tầm phút thứ 5. 5 đấy em ạ, không phải 4 đâu. Đấy, nhường bãi quả phụ cho Bách luôn. Giữa anh nhà, anh Bách cứ đi để tiêm chỉ cho. Đấy, gặp luôn cái bãi quả phụ ngay, check qua một tí nữa là tới. Rồi, tầm này 56 là ok. Đấy, 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 anh thấy rồi đấy. Ngay cái sau cái đàn hưu là đến luôn mà. Quả 6 luôn này. Vâng, bài 4 voi 1 hiêu của game thủ Roland Tếu. Hai dân lùi hiêu rất nhanh. Nhảy đi, nhảy đi. Vâng, về. Rồi, bắt đầu phi, phi. Phi ngay, phi ngay, phi ngay. Phi rũi rũi vào. Đây sẽ là bé đầu của cho son. Không, không phải nhà đâu anh ơi. Nhà hai người đánh đi. Bãi vàng đâu dễ nhờ. À, bãi vàng ngoài à. Hơi tiếc nhờ. Vâng, bài 4 voi, hiệu 6.
mày qua. Tí nữa thì tìm. 22 dân thôi à? Ok. Vâng, 6, 5, 7 với 22 dân cho son. Bây giờ thì đẩy dân ra để cầu nốt voi về. Bài này thêm một voi nữa thì là mắc này. Bài này tôi vẫn đang muốn thêm một voi nữa. Mà đánh máy thì hoàng mai nhi. Vâng, bách bên này với một tình huống được nhường bãi quả 6 cây thì bài trở nên đang là siêu khỏe. Vâng, hai voi về nhà chính. Nhưng vị trí đặt bé thì như thế nào đây? Bách đang đẩy dân để ăn bầy hươu phía trên. S đầu đánh tại cánh rừng rừng già. Và tiếp S tiếp theo được thiết kế tại cánh rừng dừa. Cái S này thì khả năng là ăn chủ yếu là ăn hươu rồi. Chứ ăn voi bài này thì tù quá. À, ăn rừng bài này thì hơi tù. Kích đời và đặt S. BB đang thiết kế từ game thủ hoàng mai nhi, chúng ta chuyển sang màn hình máy u tễu nào. Trận đấu này tễu kích 93 13 giây. Ok, 933. Bây giờ đẩy dân ra ăn vàng. Đẩy dân ra ăn vàng. Cứ chọc thẳng thôi. Vâng, 5 dân vàng là đủ. Không, vẫn là 6 dân, rất chuẩn. Vẫn là 6 dân. Tiếp tục ra ruộng thêm. Có bãi quả luôn đây. Hư rồi, bài của Tễu. Đẹp như mông Ngọc Trinh vậy. Bãi quả ngay cạnh bãi vàng. Map mắc bình. Gặp luôn màu 1 nha Tễu nha. Tịnh Văn người cầm IA nha. Chơi chết Tịnh Văn đi em. Đang trong nhà điều kiện đây này. À không, ra ruộng. Nó ra ruộng đấy. Nhà điều kiện đóng ở phía trên này rồi. L2. L2 luôn. Thiếu một chút giáp. Tích gỗ nhiều lên một tí để đóng phù khi cùng cánh với cho son. Không, bây giờ thì ăn quả. Tự tin luôn. Một bài lên sớm mà. Còn dân trong này không? Như vậy là không còn dân. Tịnh Văn đang căng một cái dãy hàng be như này. Không, đây là những e đầu tiên thôi. Không hề có dân của Tịnh Văn. Vâng, con giò ô mô. Bỏ qua giò ấy luôn. Và quay lên nhà bộ một Tịnh Văn. Lên gấp nào để tránh tình trạng Tịnh Văn bo nhỏ vào. Khả năng tầm này thì Tịnh Văn cũng đã kín rồi. Đã kín đến từ Tịnh Văn. Bỏ qua Tịnh Văn luôn. Màn hình máy của game thủ hoàng mai nhì. Cung tê đang đẩy. Nhà của màu 4, màu 7 trên hướng 12 giờ tiểu nha. Gặp Tịnh Văn kìa em ơi, gặp Tịnh Văn kìa tiểu ơi. Bãi vàng của Tịnh Văn và bầy hươu Tịnh Văn đang ăn. Đẩy ngựa chém đi. Không, một con đứng nơi chỗ nhà BP. Còn một con thì sẽ đuổi theo đống dân chưa bánh xe của game thủ Tịnh Văn. Tịnh Văn vị trí đóng lờ là ở đây. Ui à đấy. Vâng, em đợi một chút xíu nha. Bách có điện thoại khẩn cấp. Một L một P giữa bản đồ bác ạ. Cũng không hẳn là giữa bản đồ đâu, trách. Lên giết con phù hết mana trước đi đã. Kệ nó bo mất làm sao. Đấy, nó bo luôn rồi. Thôi, để cho Bách xử lý. Bách đẩy luôn.
Em bỏ qua vị trí ấy đi, em đi tìm chỗ khác đi. Để tễu nó giải quyết luôn. À, bách anh giải quyết luôn. Vâng, Hoàng Mai Nhi đang bắn được phù. Và cung R của màu 7, cung R Babylon cũng đã có ở đây. Cung R mình là tuyển hơn hẳn mà, sợ gì đâu. Gặp bãi vàng bác ơi, hay lắm. Cung R Chiran đang rỉa dân là tương đối tốt. Đi thẳng lên bãi gỗ bác ạ. Rẽ phải một tí gặp bãi gỗ. Gặp bãi gỗ trên đấy, rẽ phải lên. Ok, rẽ phải. Chạy rất nhanh đến từ màu 1. Vâng, màu 7 đang cố gắng rỉa dân của game thủ Hoàng Mai Nhi nhưng Tễu đang đuổi theo. Tễu đang đuổi theo với rất đông chém của mình và turn đầu tiên cung R của bạn đã bị bắt. Chúng ta sẽ cố gắng bắt luôn turn đầu tiên của bạn. Tễu đã lúc lên bánh xe rồi, tầm này cậu ngừng xin turn quân để lên bánh xe. Đã báo về là đã kích bánh xe. Báo về là đã kích bánh xe. Và tiếp tục có một turn cung R. Không, đấy là cung R đồng đội, cung R của Hoàng Mai Nhi. Vâng, bắt luôn turn cung R của màu 7. Cuối cùng cũng đã bắt sạch rồi, còn đúng một con cung R thôi. Hoàng Mai Nhi timeline đang là 50. Tiếp tục gì lên. Sau khi bắn yếu hẳn mồ một thì bây giờ anh đang có ý định ra để quản lại ở giữa bản đồ. Bách cẩn thận, có một hai con chém đang lờn vờn. Thôi em đi đi Tếu ơi, kín hết rồi mà. Bây giờ nó bao, nó vào đây bao nhiêu thì nó biếu bấy nhiêu thôi. Bài này cũng chả cần phải lên giáp đâu. Có thích thì lên một cái giáp 2 thế thôi, không phải lên giáp 4 để lực để lên tầm xa. Mấy con cùng rồi, ré baby này. Mấy con cung R ghẻ baby này làm gì? Các ông làm gì? Vâng, bốn bè vắt siêu đều đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Đội bạn phải rút lui trong tình huống mà cung R mình là ngang phèo về số lượng. Nhưng cung R tuyển về chất lượng, đội bạn đã phải té. Thầm này timeline đã là 50. Vâng, Ronan Tễu timeline là 34. Vẫn đang có một hai con chém lởn vờn ở trước mặt nhà của Tễu. Timeline 36. Cứ đánh chậm lại thôi, không thì phải vội cảm. Đội bạn mới là người phải đánh nhanh. Càng lâu càng dài, đội bạn không có cửa. Hoàng Mai Nhi đang ốp à. Hoàng Mai Nhi đang ốp à. Vào đi em, Tễu vào đi. Cẩn thận nhá. Điều. Kẹt kẹt kia. Rồi, vào. Ở nhà thì Tễu đang có hơi có biến một tí. Không sao cả, đội bạn quyết tỷ số là 2-1 trong trận đấu thứ tư. 2-1 trong trận đấu thứ tư. Tỷ số là 2-1 trong trận đấu thứ tư. Cái tỷ số ở phần C5 đang bị lỗi anh em nhé, không sửa được. Anh em thông cảm. Vẫn đang đánh trận đấu tư thôi, tỷ số tạm thời là 2-1.